Cuối cùng còn lại gì? Điều khác trên cát. Đừng Tôi chạy lung tung vào những ngày này. Hạ Hoa lập tức cho gỗ vào kho. Sau đó, anh ta cầm một, một con tay cầm dù rồi một điện. tay. Anh chậm rãi bước không về lâu phía sau. Xung quanh máng trượt tôm có nhiều cây xanh lạ. Chỉ cần cắt một số gỗ trên dòng này. Nói xong, chiếc dép tôm được bắt là đầu một làm. cái riêu. Sau đó Hạ Hoa bắt đầu chặt cây. Một thời gian trôi qua thật nhanh. Hạ Hoa chặt 8 cây lớn. Sau đó, Hạ Hoa lập tức nâng cấp phương pháp gỗ trong kho. Gỗ cao cấp 10, Hình thức tối thượng của Milford có thể chuyển hóa thành hình thức thông qua hình vẽ. Xin chúc mừng người chơi Cesium. Bạn là người đầu tiên nâng cấp toàn bộ. Người máy chơi chù. đã đạt cấp độ chặt cỗ tối phần đa. Phần thưởng sẽ là một vũ khí màu tím. Trung tâm mua sắm thứ cấp đã được mở. Hạ hoa khóa. kinh ngạc mở kho hàng ra kiểm tra. Cung và mũi tên pha Cung lê tên sắc. Cung tên tuyệt vời làm bằng sắt pha lê, được trang bị đai mũi tên và 200 mũi tên. Vì mũi tên sắc và cứng, khi đánh kẻ thù có hai phần trăm khả năng gây ra hiệu ứng chảy máu. Sau khi xem bộ ân Edo tôi mở Thuốc lại giao hóa cấp một. Chín mươi phần cơ hội cải thiện các khả năng thể chất khác nhau. Giao dài màu trắng chất. Lượng. Vũ khí chất lượng màu trắng được làm từ các khối thông thường. Bản vẽ nâng cấp tàu bị lật úp. Sau khi quá trình cắt cỗ của bạn đã có thể mở khóa quyền cấp 11 đến 20. Tại thời điểm Hạ này, Hạ Hoa không chút do dự chôn một con dao dài, một lọ thuốc cường hóa, hai lọ thuốc màu đỏ, sau đó Hạ Hoa uống một ngụm thuốc cường hóa. Một cảm giác nóng hồi ùa vào tim tôi, sau đó Hạ Hoa cảm thấy mình toàn thân tôi tràn ngập những giai đoạn bùng Chậm nổ rãi, Hạ Hoa tiếp tục đi sâu vào trong đảo. Đột nhiên ừ. tôi phát hiện có một bóng người khác đang di chuyển cách đó hơn Có ai nhanh mét. hơn tôi không? chúng tôi không chỉ đáp xuống đảo châu Báu. thế Bảo. còn việc đi sâu vào trong và cúi xuống để xem nếu thì có sao? thể chúng ta có thể hợp tác trong khi chờ tôm trượt qua và lúc nướng, đó tôi mới nhìn rõ bên tôi chợt kia kia sợ hãi gì? cái quái gì đây Tuy nhiên vào thời Secret điểm này, Siquidot lao tới đưa cho tôi một con dao. Sau đó hắn quay người chạy về phía sâu trong hòn đá. Nó làm tôi đau chết mất. Sau người dám thực hiện một cuộc cầm đây công đây là Hải Lý lúc. trực tiếp lấy cung tên từ trong kho ra. Chỉ cần đánh anh sang bằng một mũi tên. Tác dụng của việc du học với cung tên sắt pha Lê. bắt Mục tiêu rơi vào trạng thái du học trong một phút. Sau đó hạ hoa cầm con dao dài đi tới. Tôi thấy anh Secret đốt nằm bất động trên mặt đất. Bên cạnh còn có dương bào lấp lánh Dương kho báo sắt đen có 90% xác suất mở được 5 ghi, 10% xác suất mở được vật phẩm màu trắng. Tuy nhiên, đúng lúc đó Hạ Hoa lại cảm thấy cánh Chỉ tay mình đau. Chỉ cần rút đồng. tay ra khỏi mũi khi Sau đó, anh ta đổ lọ thuốc màu đỏ từ nhà ra trực tiếp lên Vài giây, giây sau, vết thương của Tôn đã đóng vậy. Tác dụng của lọ thuốc đỏ trong tập này một khá Một số tốt. vết thương về cơ bản có thể được Tôi xử lý. Tôi chỉ không biết giới cho. hạn trên của những lọ thuốc này. Sau khi bôi thuốc màu, Siêu màu đỏ, cũng mở dương kho báo trên mặt đất. Hai quả bóng bạch tuộc, một tách trà sữa bơ bơ, cuốn sách minh họa người cá nhắm vào mục tiêu người cá. Có thể thể hiện khả năng của người cá. Rồi anh ta lấy thanh kiếm của Đối người đánh cá. Đối mặt với Squidward trên mặt đất, khả năng của người bạch tuộc cấp thấp là tốc độ và sự linh cơ hoạt. Có thể mềm mại rồi tấn công tầm gần. Điểm yếu: sức tấn công yếu, phòng ngự rất kém, trông giòn con quái vật đầu bạch tục này chắc là loại ngư xem dân xem thông tin về thổ kiến. có thể còn có thêm nhiều loài ngư dân khác trên đảo và có thể có nhiều cấp độ khác nhau hạ hoa lúc này cũng mở thế giới trò chuyện này các bạn tôi là Mọi người chủ đều biết có những sinh vật vô danh trên đảo và tôi vừa giết thành công một con họ rất mạnh mẽ trong chiến đấu không kém phần thông minh so với con xin người xin hãy cẩn thận có thể còn có những loại ngư dân khác trên đảo xếp dép tôm đã đi sâu chưa thật tuyệt vời thứ đầu bạch tuộc và nhân sâm này xấu quá phải không nhân tiện người trượt tôm đi một mình hay theo nhóm sẽ quá mạnh mẽ nếu chỉ có một người. Cảm ơn anh CSC đã chia sẻ. Đây đơn giản là một tin vui cho toàn thể nhân loại. Xin đừng tin điều vô nghĩa này. Đô mạnh thế nào? Nó chỉ đơn giản là người báo đầu đã đi rất xa tới đảo châu báu. Tại sao tôi chưa bao giờ gặp anh ấy? Tôi chắc chắn mình không có ý tốt gì với con tôm chuột đó. Thực ra anh ta chỉ muốn dọa chúng tôi thôi. Chúng ta đừng dám đi vào. Sau đó tự mình lấy thêm đồ dùng. Hạ Hoa lúc này cũng lộ ra vẻ bất Trước lực. Trước đây bạn đã cố gắng thuyết phục tôi ra. Bây nhập giờ anh ấy mình. lại đưa ra nhận xét Nói như sầu vậy. Nói xấu tôi một cách trắng trợn. Chắc chợ. tính cách của người này có gì đó không lúc ổn. Lúc này Hạ Hoa cũng lời để ý đến bọn Sự họ. Dựng cung tên và con dao dài của tiếp tục bạn. đi sâu hơn vào hòn Chúng đảo. Chúng ta phản bác Hạ Hoa có ý nghĩa gì? Senza Hạ Hoa vẫn chưa tiếp tục gửi tin nhắn. Bạn không hiểu tôi làm việc này có ích lợi thế nào sao? Tôi gửi những tin nhắn này mục đích là để thu hút mọi người trong khu vực. Rất nhiều cuộc khám phá ở đảo kho báu. Hãy để họ khám phá bên trong. Rất nhiều người khám phá. Vậy thì chẳng phải những người cá này ngày càng ít đi khi chúng ta? Chúng ta chiến đấu có thể sao? lấy dương kho báu ở đâu nếu ngọn núi không còn nữa? Người câu cá ngu ngốc quá mạnh mẽ. Làm bất cứ điều gì người khác. Chúng muốn tôi làm. có thể giết bạn vì cha bạn thành lập một liên minh thu thập tất cả các nguồn cung cấp của các thành viên ghi nhật ký được nâng cấp lại mua thuốc tăng cường từ trung tâm mua sắm thứ cấp đã mở tất khóa. cả chúng ta hãy trở thành quân tiếp viện liệu cấp một người một... có thể miễn cưỡng giết một ngư dân như vậy được không vâng bố thật tuyệt vời ngay cả trong những ngày sau rốt chúng ta vẫn có thể điều hành một công ty như thế này lừa chúng dối đây. người bình thường để làm việc cho bạn để lại tất cả các nguồn cung cấp trong tay của chúng tôi hãy ưu tiên tích trữ đủ điểm sinh tồn đừng để người khác khám phá bên trong tôi chỉ muốn những người này chết bằng tất cả đến lúc đó của mình. sẽ có nhiều người chết mọi người sẽ sợ hãi sẽ tìm kiếm các tổ chức liên minh của chúng chỉ tôi chỉ bằng cách này thì việc tiếp thu người mới với danh tiếng của tôi hơn. trước khi du hành người khác gian. sẽ tin lời tôi nói không cần phải cảm thấy tiếc cho bạn tôm trượt đó rất giàu nguồn cung cấp vì tôi không thể chiến thắng sau đó giết anh ta khi bạn gặp anh ta dù sao đi nữa không phải là chúng tôi chưa từng gặp ai đó người của anh ta tất cả nguồn cung cấp sẽ phát nổ từ nhà kho tại sao chúng ta lại cố gắng thu phục anh ta? Hãy nói về chuyện này sau. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là kiếm thêm ngư dân và dương Chu Lăng Thủy, em hãy nhanh chóng chuẩn bị những món ăn này nhé. Chúng ta sẽ ăn sớm.